Xin chào những vị khách hàng của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Ngày hôm nay thì bác sĩ Việt vừa mới thực hiện nâng mũi cho một vị nam khách hàng của chúng ta ha. Thì vị nam khách hàng của chúng ta ngày hôm nay anh có một cái chiếc mũi khá là ngắn, đầu mũi rất là ngắn nha. Và anh cũng đã có sống mũi sẵn rồi nhưng mà nó chưa có được cao lắm và chưa có được nam tính, thì ngày hôm nay anh đến tìm với bác sĩ Việt để thực hiện phương pháp nâng mũi để cho dáng mũi của mình được lờ lai nè, nam tính hơn và trông mình sẽ cuốn hút hơn ha. Thì mọi người có thể nhìn thấy sau 30 phút thực hiện phương pháp nâng mũi bằng sụn mềm của Mỹ thì đây mọi người có thể nhìn thấy dáng mũi của anh đã thay đổi rất là nhiều, cao ha. Và phần trũng ở giữa hai mắt này đã được cải thiện rất là nhiều, hơi sưng một tí thôi nhưng mà sau khoảng 10 ngày đến cắt chỉ tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du thì mũi của anh sẽ ổn định vào form đẹp hơn và sẽ lúc đó thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du sẽ gửi đến quý khách hàng ha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại cái hình ảnh của anh trước khi thực hiện nâng mũi tại Nguyễn Du ha. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái phần đầu mũi hơi to nè và cũng là lộ rõ hai lỗ mũi ha. Thì đây phần sống mũi, phần ở giữa hai mắt thì cũng khá là thấp, mọi người có thể nhìn thấy đây góc nghiêng của anh ha. Thì anh cũng đã có sống mũi sẵn rồi nhưng mà nó chưa có được thẳng và chưa có được cao thì anh đến để cho bác sĩ Việt tư vấn thăm khám và thực hiện cho mình ha. Rồi mọi người nhìn ngắm lại dáng mũi của anh một lần nữa ha. Đây anh ơi, sau khi thực hiện, trong quá trình thực hiện thì mình có cảm thấy đau hay khó chịu không anh? Dạ đúng rồi. Sau khi mình thực hiện về mình chú ý mình uống thuốc ha, mình ăn uống theo chỉ định của bác sĩ thì vết thương của mình sẽ tốt hơn và mũi của mình sẽ vào form đẹp hơn nha. Rồi lúc nãy làm xong ra thì anh có nhìn thấy dáng mũi của mình chưa anh? Dạ anh có hài lòng không anh? Rồi rồi sau 10 ngày thì anh đến viện để mình thực hiện cắt chỉ ha, để cho bác sĩ thăm khám lại cho mình để sau đó thì khoảng từ 1 đến 3 tháng thì mũi mình sẽ vào form và đẹp hơn nha. Rồi cảm ơn rất nhiều ngày hôm nay đã tin tưởng bác sĩ Việt và Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du để đến thực hiện nâng mũi ngày hôm nay. Và trong tháng 12 này thì tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho dịch vụ nâng mũi cũng như là các dịch vụ làm đẹp khác, thì mọi người chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể liên hệ qua các cách là chúng ta gọi điện qua số hotline là 0938442998 hoặc là trực tiếp nhắn tin cho fanpage hoặc là comment ở dưới video này sẽ có nhân viên tư vấn nhắn tin cho chúng ta ha. Và chúng ta cũng có thể đến địa chỉ số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để được các bác sĩ trực tiếp tư vấn và thăm khám cho chúng ta ha. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream lần sau ạ.